trong lớp, nhiều tuổi nhất mà. Thế nên là khi đăng ký học thì cái thời điểm về đăng ký, cái nhận được khóa học nó phải nhận được từ ban đầu, là cái gì, những cái gì mà cô Giang làm thì nó sẽ giống kiểu giống hạt ấy, lan tỏa được. Mình biết cô Giang cũng là từ dân runner thôi, cũng nhận được cái từ cô liên hệ cho gửi gửi bộ quần áo nha. À, cái thông tin xác nhận đăng ký á, tham Đúng gia rồi challenge. đó. Thế thì từ cái đấy thì có thể là mình lúc đấy là mình không để ý nhiều, nhưng mà qua cái trao đổi nó có một cái gì đó nó ấn tượng. Thế nên khi thì thấy cô đang 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 dạy học tiếng Anh ấy, thì đây là cái mà mình cũng cũng qua cái linh cảm thôi, qua cái nói chuyện, qua cái linh cảm thì mình cảm nhận là mình đang có một cái niềm tin gì đấy để mình có thể theo học. Lúc đấy là chưa biết nó là gì đâu, thế nên chỉ là nhắn tin hỏi thấy ok thì học chương trình, cảm thấy tự tin để bước vào. Thì khi bước vào thì đúng là quả thật là nó có cái động lực ngay từ đầu. Thì bản thân mình thì mình có cái, mình có tập được cái tự tạo động lực cho mình. Cái là cái đấy là cái đầu tiên mà hôm vừa rồi mình với đọc cùng bài của chị mà cô giáo cũng theo dõi đấy, chị Vân này. Dạ, Nguyễn Đấy, Phi biết đấy. Đấy. Thì mình mới biết đấy là phải tự tạo động lực cho mình thì mình mới không bị tụt. Ngày xưa là mình cảm nhận dần, nhưng dần đây là mình biết rõ được điều đó. Cho nên là mình cũng đã từng đi học với các lớp, có các bạn lớp 6, lớp 7 này. Mình chưa thành công. Đấy, học trực tiếp chưa thành công. Thế thì vào cái lớp này của mình thì thành công cái đầu tiên là thành công về thời gian. Học online mà như offline. Mà cái nếu học học offline thì nó chỉ đến buổi đến mới đến được. Thời gian dành cho nó mất rất mất thời gian. Và mình gần như là mọi người đến lại chăm chú vào học, nó không có sự gần gũi nhiều. Nhưng mà học online này thì nó xóa mọi khoảng cách, cảm giác như mình nó xóa mọi cách, mình giống như trong nhà mình ấy. Nó sướng là cái cảm giác đấy. Thế là mình ngồi trường, thế là học trong cùng môi trường của mình, thế là tạo cho mình được cái động lực cái đầu tiên, mình cảm nhận được đấy. Và khi vào lớp thì cái bước khởi đầu cực kỳ quan trọng là tạo cho mọi người sự kết nối thành một gia đình. Có mấy bài khởi động của cô mình nghĩ là tuyệt vời, vì nó phá được cái khoảng cách. Vì khi học như này thì bắt đầu là mình thấy là mồm thu chặt ra lưỡi các thứ là nhìn nó ngại lắm. Nhưng mà cái khoảng cách đó nó xóa mờ đi năng lượng từ cô và từ mọi người ngay cái thời gian ban đầu đấy thôi. Lần đầu tiên mình học, vì mình cũng học đánh vần tiếng Anh rồi, có một khóa mình đã từng đi học cách đây hơn chục năm, là mình đã đi học một lớp là gọi là đánh vần tiếng Anh. Xong rồi cách đây 2 năm nữa thì mình cũng lại đi học, nhưng đều chưa thành công. Thì vào lớp này và có một cái bài lúc mình đi học đấy, là mình năm cách đây gần chục năm nó có một bài của Samuel, cái bài bài về Young. Lúc nào mình sẽ đọc, vì cái bài đấy là bài mình khi mình học mình cũng tra từ như của cô để đọc, nhưng mình vẫn chưa thành công ở đó. Nhưng mà trong cái trong quá trình, nếu hôm trước cô mà cho tự bài tự chọn bài thì mình sẽ chọn bài đấy để mình đọc, vừa là tặng lớp vừa là nói là qua cái buổi học này mình đã đọc được một bài như vậy mà cách đây 10 năm mình cũng đang nung đấu mà mình chưa đọc được. Sau cách đây 2 năm mình học lại mình cũng nung đấu mình chưa đọc được. Thì lần này thì mình đọc cái đó. Thì sau buổi học hôm nay thì mình sẽ quay ra mình tra từ để mình đọc cái bài đấy. Thực ra bài đấy nếu chắc chắn là cô đang nhận được năng lượng bài đó, hoặc có thể cô đã đọc qua rồi, nhưng bài đấy nó sẽ trả lời những cái câu hỏi của rất nhiều bạn, từ bạn trẻ đến bạn già. Đơn giản là cái bài đấy nó nói là có người sẽ chết từ năm 20 tuổi, nhưng có người 80 tuổi mới chết. Thì cái đây bài đấy nó nói lên cái đấy, nó tạo ra cái động lực rất là tốt. Đấy là cái mà mình nhận được qua cái khóa học, bởi vì là mình không được học cơ bản từ lớp, học các trung tâm thôi. Nhưng nhận được để đọc được một bài như bây giờ thì đây là lớp đầu tiên để đọc được một bài tiếng Anh cho đối với bản thân mình. Cho nên là mình cảm thấy là happy cái điều đó. Thì khi trong quá trình học, trong quá trình học của cô thì có cái đoạn mà cái bài IPA và cái bài tập miệng ấy, là đến một giai đoạn đó là cô cắt để cho mọi người tự giác đọc. Nhưng bản thân mình tự giác, nhưng có khi mình vẫn bỏ, mình không đọc theo. Cái đó là cái mà các lớp sau hoặc các bạn sau phải lưu ý. Nếu như cô dừng được đó thì bản thân nhóm ấy, mỗi buổi học nhóm là nhóm phải luyện lại để tạo tiếp, vì mọi người rớt. Mình tin trong đây thì đến 99,9% là các bạn sẽ rớt, không ít luyện hàng ngày.
bản thân mình trải qua đâu. Còn nếu không thì cô vẫn cứ dỡ và các bạn quay không, nhưng mà cái thì lúc đấy là tập quen thôi, giai đoạn đầu nó mới khó khăn chứ đoạn đằng sau thì nó mất vài phút đọc cái IPA thôi. Nhiều khi cái hô ha thì nhiều khi đọc mình hơi ngại tí trong cái khoảng không gian, nhưng lúc nào đó mình có thể, thực ra là cô muốn giảm áp lực vì bài sau nó nhiều rồi nên mình quay nhiều quá nó mất thời gian, nhưng học nhóm thì mình ngồi với cô, ví dụ ngồi với nhau cả nhóm độ 5 phút thôi chứ mấy, thì mình vẫn luyện được cái đó thì nên giữ. Bởi vì sau đó là cô dừng cái thì là nhiều bạn sẽ bị dừng, bản thân mình là ý thức mà mình vẫn bị dừng, vẫn tập nhưng vẫn bị dừng, mà dừng cái đấy là gần như là cái miệng nó không được tròn được nữa rồi, cái lưỡi nó lại cứng rồi đấy. Thì cái đấy là cái bài nó rất là quan trọng thì đấy là cái một số chia sẻ, những cái học được một kinh nghiệm chia sẻ các bạn. Chứ bây giờ mà nói là học được gì từ lớp này thì nói nhiều lắm, vì bản thân mình nhận được rất nhiều, khẳng định luôn. Còn mỗi một đợt thì mình chia sẻ sau. Khoan khoan nha cô, em Dạ. đề nghị anh Kiên đại diện anh Đại trong lớp, cảm ơn và chúc mừng chúc cô lại nha. Đề nghị anh Kiên nha. Thực ra là bây giờ nói về cô Giang thì nói một lời khen thì khó quá. Thì cảm nhận này, với người làm nghề giáo ấy, xưa nay đi dạy tiếng Anh kể cả dạy online ai cũng tâm hết, mở một góc độ nào đó để truyền những kiến thức chia sẻ. Nhưng với cô để có một sự đặc biệt, kể cả cái logo ở ngôi nhà của cô làm, ngoài cái công việc của cô là đi dạy, nó là cái nghề của một người, ai cũng có một nghề để phục vụ cho cuộc sống, thì cái lớn nữa là cô mang một cái trên mình một cái sự phụng sự, gieo hạt cho mỗi người. Và từ cô thì qua cái tuổi cô rất là trẻ, thực sự qua rất là trẻ, còn rất là trẻ nhưng mình nhìn, nhưng mà cái kiến thức của cô học về dạy tiếng Anh là chuyên môn rồi, mình không nhận xét, nhưng mà cái những cái gì trong cuộc sống ấy, có phải rất nhiều năm trải nghiệm mới ngộ được, mới nhận được, thì cô đã cảm nhận được điều đó. Mình chưa biết được là từ cái nguồn duyên cơ nào, từ động lực nào trong cuộc sống mà cô có nhiều cái trải nghiệm nhanh như vậy. Đấy, thì qua mỗi một chia sẻ thì từ cái trải nghiệm đấy của cô, mà cô lại dùng được những cái trải nghiệm từ, có là mình lại sử dụng những cái trải nghiệm đấy mình gieo hạt cho mọi người, thì cái đấy cái năng lượng mà cô đang chia sẻ bây giờ là rất tuyệt vời. Bằng cái là cái nghề của mình, nhưng kết hợp với cái nghề của mình thì cô giúp được mọi người rất nhiều cái khác trong cuộc sống. Cái đó là cái mà Kiên cảm nhận được từ cô. Thì cái đấy là cái là rất là thay mặt, cũng như thay mặt lớp, Kiên nghĩ là trong đây thì các bạn trong lớp mình các bạn đều cảm nhận được hết. Có cái là các bạn ấy chưa, rất nhiều bạn là các bạn ấy trẻ như bây giờ mà mình thấy các bạn nói được như bây giờ và trao đổi như bây giờ là mình cảm thấy là các bạn rất tuyệt vời rồi. Vì mình trải qua qua cũng gặp nhiều bạn ấy, các bạn khác ngoài cuộc sống mà mình trải qua, thì mình thấy các bạn ở đây đang rất tự tin và trải nghiệm chia sẻ được. Nhưng mà để nói được hết cái gì với cô hoặc là để ra cô thì có thể là các bạn cũng chưa nói được được sâu. Nhưng bản thân Kiên thì Kiên cảm nhận được cái tình cảm của các bạn dành cho cô là cũng như Kiên, thì cái đấy là cái mà người rất trân trọng cảm ơn cô. Ngoài ý kiến thức cô cho trong lớp, ngoài những cái cô kiến tạo một cái chương trình mà những người mà nói học tiếng Anh tốt rồi như trong lớp mình là Nghĩa hoặc là Ý hoặc là Tăng là những người cũng có thể sử dụng tiếng Anh rồi, tốt rồi, nhưng mà những người đó lại vẫn có cái sự kiên trì nhẫn nại, ngoài người ta học được cho mình thì cái cô truyền được cho các bạn ấy là các bạn ấy chia sẻ được cái năng lượng đấy cho những người học yếu hơn, kéo được những người đấy lên, thì đấy là giá trị mà cô mang lại trong cái lớp để học tập. Còn trong cuộc sống bên ngoài thì cô đang chia sẻ như nhóm mình đang hoạt động có những cái gieo hạt, là mình hỗ trợ tạo nguồn đấy, thì cái đấy là cái nên phát huy và duy trì, thì cái đó là trân trọng, rất trân trọng cảm ơn cô cho giá trị trong học tập và trong cuộc sống đã truyền cái năng lượng ấy cho mọi người, và mong rằng cô luôn tỏa những cái nguồn năng lượng đó đấy cho cả lớp. Và Kiên cũng là có cái sau cái khóa học này thì hàng tháng Kiên sẽ có cái đóng góp như trong nhóm là cô bảo bao nhiêu nhỉ, 1.000 đến 30.000 một tháng này, Dạ, đó là 30.000 một cộng tháng đúng không nhỉ? đồng ạ. Dạ, đó là cộng đồng ạ. Cộng đồng đấy, Dạ. 30.000 một tháng đúng không? Là mình Dạ. chưa tham gia,
nhưng sau lúc này thì mình sẽ tham gia bằng cái nguồn kinh phí từ đâu của cô? Thuốc lá. Trước kia mình hút thuốc lá. Và do cháu cai đấy. Do cháu cai. Ý nghĩa quá, trời ơi. Do cháu cai còn cháu. Tuyệt vời quá con ơi. Từ cái đó thì vợ con thì nhắc rất nhiều, con trai thì lúc nào cũng kiểm tra, nhưng mà cũng qua đó, qua lớp học của mình, qua cái năng lượng của mọi người ở đây. Đấy, tức là hai bạn trai ở đây, không bạn nào dùng thuốc lá cả, các bạn đều có cuộc sống rất là tích cực. Và qua chia sẻ những cái bài chia sẻ của cô trên Face, cô gần như là cái bài chia sẻ của cô đều có một cái năng lượng đó cô gửi cho mọi người. Qua nhân duyên ai nhận được thì nhận, nhưng bản thân Kiên thì cũng nhận được, thì từ đó là Kiên đã thực hiện được cái việc mà mình cần. Thứ nhất là cai hoàn toàn 100% thì công việc của mình có khi nó liên quan, nhưng nó phải là 90% mình sẽ bỏ được cái thói quen đấy. Trước là sáng nào phải đi cốc cà phê, uống thuốc trước khi đi vào làm. Nhưng bây giờ thì mình sẽ từ cái đó thì mình sẽ chuyển cái từ cái thuốc lá đấy sang ủng hộ trong cộng đồng của mình. À, không biết là bạn nào, nhưng lúc nào cô cho bạn đi liên hệ. Trước mình có đọc rồi nhưng mình không nhớ cái thông tin, thì liên hệ để cho mình cái tài khoản. Thì hàng tháng mình có cái đóng góp nhỏ, một chút nhỏ thôi, là được tham gia, được phép giao hàng. Đấy, cảm ơn cô, cảm ơn cả lớp. Wow. Thật sự rất là xúc động với khi mà biết được chia sẻ này của anh Kiên. Cảm ơn anh Kiên, cảm ơn anh Nghĩa đã ghé cho anh Kiên chia sẻ phần quan trọng phía sau này. Cảm ơn bạn Nghĩa rất nhiều, bạn Nghĩa luôn là người đứng đằng sau khuyến khích mình và cho mình cơ hội.